hỏi. Trải qua nhiều ngày ngồi thiền, chân con càng ngày càng đau nhất, nhất là đầu gối trái. Cơn đau đó từ từ cuộn tròn như trái banh, rồi ngưng động nơi đầu gối của con. Hôm qua, đang lúc đau dữ dội, nó bỗng nổ bùng và biến thành một luồng khí thanh tịnh, ấm áp màu vàng, rồi chuyển từ đầu gối dọc theo xương sống lên đến phần trên của thân con. Luồng khí ấm này khiến con cảm thấy tự tại, thích thú mà không bị hôn trầm. Sau đó, con thấy tòa ngồi hình tròn có hoa sen trắng. Phần vành hoa thì lờ mờ không thấy rõ, nhưng chính giữa thì hiển hiện nhụy hoa tím, tựa hồ như úp ngược cái tách trọng vành. Hốt nhiên lại hiện ra ngọn núi bảo chiếu sáng rực mà từ trước đến nay con chưa từng thấy. Lại giống như các dãy thành trì ở Âu Châu, lại cũng giống như có các vị Bồ Tát ngồi trên tòa hoa sen. Và từ phía sau có con rắn đầu dẹp đang cuộn mình lên phía trên đỉnh núi. Có khi thấy như cảnh điện ảnh chiếu sáng lấp lánh thoáng thấu qua, nên con không nhớ rõ được. Con chỉ nhớ là hình như con một mình đi bộ trên bờ biển, nơi mà chưa từng có vết chân người đi qua. Cảnh trí yên tĩnh tuyệt đẹp khiến cho tinh thần con người sảng khoái. Và chỉ có tiếng chim hải âu là thường phá tan đi sự trầm tĩnh thanh tịch mà thôi. Xin hỏi, làm sao để con biết hiện tượng khác biệt giữa cảnh thật và sự tác dụng của tâm thức? Đáp: còn có các vọng tưởng tham muốn thấy Phật, thấy hoa thì đó là giả. Nghĩ tưởng thấy gì thì con sẽ thấy cái đó, nhưng cũng là giả. Chủ yếu là ở một niệm trước chưa sanh mà thấy cảnh giới thì đó mới là thật, mới là có ý nghĩa. Nhưng có lúc nó lại vẫn là thuộc về quyển hóa. Tham thiền thì tốt nhất là không nên có cảnh giới cái gì cũng không có, vì chỉ là không. Cũng đừng kinh sợ hay vui thích, vì sợ hoặc thích đều là có thể bị ma nhập, như trong Kinh Lăng Nghiêm có nói về 50 loại ngũ ấm ma. Hỏi: trên thế gian này có nhiều cặp vợ chồng không tôn trọng lẫn nhau, nếu vậy thì con cái của họ đều không thành tài hết sao? Đáp: yes, đúng vậy. Đó là nguyên do tại sao bây giờ tụi nhỏ có nhiều vấn đề như giết người, phóng hỏa như thế. Con nít mà cũng không theo quy củ nề nếp, bởi vì chúng đã bị truyền hình, computer điều khiển lôi cuốn mất rồi. Hỏi: niệm Bồ Tát Quán Thế Âm, chú Đại Bi và phẩm Phổ Hiền Hạnh Nguyện trong Kinh Hoa Nghiêm thì có thể sanh về thế giới Cực Lạc không? Đáp: được chứ. Phẩm Phổ Hiền Hạnh Nguyện là quy hướng trở về Cực Lạc đó. Hỏi: tại sao đệ tử của con lại bị run rẩy trong lúc lại Phật? Đáp: đó là vì nghiệp chướng đang theo nó, nghiệp chướng bảo nó đi tới chỗ đọa lạc đấy. Hỏi: người xuất gia với người tu đạo có chỗ nào là không giống nhau? Đáp: con nói họ còn có chỗ nào giống nhau nữa. Con hãy tự hỏi ngược lại mình là họ còn có cái gì giống nhau, giống nhau ở chỗ nào, không giống nhau ở chỗ nào. Như thế có phải là con sẽ hiểu rõ ràng hơn không? Hỏi: gián, ruồi, muỗi là một loài trong lục đạo, vì chúng thuộc loại độc hại, vậy chúng con có thể tiêu diệt chúng không? Đáp: tôi không phải là gián, mà là một con muỗi nhỏ bé tí. Nếu quý vị muốn tiêu diệt loài muỗi nhỏ bé thì nên tiêu diệt tôi trước đã. Hỏi: làm sao mới thường giữ tâm được như như bất động? Đáp: như giả là như pháp, y chiếu theo quy củ mà làm. Không như pháp tức là làm mà không y chiếu theo quy tắc. Như như tức là bất động, bất động thì mới có thể như như được. Nếu không thể bất động thì miễn bàn đến như như. Hỏi: tại sao bây giờ lại có nhiều nạn động đất như thế? Đáp: vì sự nóng giận của con người quá lớn đi. Hỏi: Đức Phật nói Phật Pháp không rời các Pháp thế gian. Xin hỏi nên làm thế nào để đưa Phật Pháp hòa nhập vào đời sống hàng ngày của chúng con một cách viên mãn? Đáp: không tham, không cầu, không ích kỷ, không tự lợi, không nói dối.
hỏi: "Con đã niệm Phật rất nhiều, nhưng tại sao vẫn chưa tiêu trừ hết nghiệp chướng và khai ngộ?" Đáp: "Con làm sao biết được là con có bao nhiêu nghiệp chướng? Từ vô thủy kiếp đến nay có bao nhiêu nghiệp chướng từ thiên vạn ức kiếp về trước, thì làm sao trong một sớm một chiều mà có thể tiêu trừ hết cho được?" Hỏi: "Xin hỏi làm sao mới có thể siêu độ được tổ tiên và cô hồn?" Đáp: "Cần có bậc chân tu đại đức cao tăng, có định lực tu trì mới có thể hóa giải sự đau khổ của các linh hồn được siêu thăng thiên giới. Như vào thời Minh Triều, thiền sư Long Khố siêu độ cho mẹ của vua Vạn Lịch. Trong ngày đăng đàn làm lễ cầu siêu, ngài báo rằng: "Ta vốn không đến, nhưng bà cứ thích ta đến. Một niệm không sanh, thoát khỏi tam giới." Chỉ với bốn câu pháp ngữ đó mà mẹ của vua liền được siêu thăng lên trời. Om Ha 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 Om Sam Mô Đi So Ha Ha Om Ha 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 Om Sam Mô Đi So Ha Ha Om Ha 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 Om Sam Mô Đi So Ha Ha Om Ha 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 Om Sam Mô Đi So Ha Ha Om Ha 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 Om Sam Mô Đi So Ha Ha Om Ha 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 Om Sam Mô Đi So Ha Ha Om Ha 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 Om Sam Mô Đi So Ha Ha Om Ha 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 Om Sam Mô Đi So Ha Ha Om Ha 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 Om Sam Mô Đi So Ha Ha Om Ha 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 Om Sam Mô Đi So Ha Ha Om Ha 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 Om Sam Mô Đi So Ha Ha Om Ha 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 Om Sam Mô Đi So Ha Ha Om Ha 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 Om Sam Mô Đi So Ha Ha